Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang đến với bản tin thể thao ngày mùng 3 Tết Nhâm Dần. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là một số tin tức của bóng đá trong nước. Sau chiến thắng đầy vẻ vang của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc hôm mùng 1 Tết Nguyên đán vừa rồi, sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang sắp được trồng mới lại mặt cỏ, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng loại World Cup gặp đội tuyển Oman. Ở trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đón tiếp đội tuyển Oman trên sân Mỹ Đình. Đây cũng là trận đấu sân nhà cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Dự kiến vào ngày mùng 5 Tết sắp tới, Ban Quản lý Khu Liên hợp Mỹ Đình sẽ cho cắt cỏ và trồng mới nhằm có được mặt sân chất lượng phục vụ cho không chỉ trận đấu với đội tuyển Oman mà cả cho SEA Games 31 dự kiến sẽ diễn ra vào quý 2 năm nay. Ở trận đấu với đội tuyển Trung Quốc vừa qua, mặt sân Mỹ Đình được huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá đạt yêu cầu, đồng thời không nhận sự phàn nàn nào từ phía đội bạn. Dự kiến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Oman sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 3. 10 ngày trước khi diễn ra trận đấu, AFC sẽ cử phái đoàn tới Việt Nam để kiểm tra chất lượng cơ sở vật chất, trong đó có mặt sân. Trận đấu này có thể sân Mỹ Đình sẽ được đón từ 50 đến 70% số lượng khán giả tối đa tới theo dõi. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.